ủa con sao vậy không khỏe hả con ừ, dạ không tạm qua con thức khuya quá nè thức khuya không có tốt đâu đó mau già lắm biết chưa con gái tại hôm qua con đọc được một quyển sách con thấy hay quá nên con không muốn ngủ con đọc gần hết luôn vậy à <laughs> xem sách báo trước khi đi ngủ là thói quen của người lớn con đừng có lạm dụng quá không tốt cho sức khỏe của con đâu ba ừ? sao hôm qua ba về trễ quá vậy à thì à, công việc của ba thôi ủa mà hình như là con đang kiểm tra ngược lại ba thì phải hả ờ, đâu có đâu tại hôm qua con thức khuya quá nên con mới biết ba tối hôm qua ba gặp đối tác nào mà về khuya quá vậy <laughs> con biết rồi chuyện công việc của ba mà <laughs> con à chuyện làm ăn của ba con quan tâm làm gì chứ nhiệm vụ của con á, là lo học hành cho tốt Để ba mẹ yên tâm Nhưng mà con lo sức khỏe cho ba Cũng là lo sức khỏe cho mẹ mà <laughs> Ba về khuya Thì mẹ cũng thức khuya luôn Bởi vậy con lo ảnh hưởng tới sức khỏe của ba mẹ thôi mà Ba mẹ biết tự lo cho mình mà Còn cái chuyện mà Mẹ chờ cửa ba Là do mẹ tự nguyện Mai mốt con có gia đình thì con sẽ hiểu Thế nào là hạnh phúc khi mở cửa cho chồng mình về nhà Mẹ, có nghĩa là mẹ sợ ba không về đúng không? Chà Con <laughs> gái hôm nay biết quan tâm đến ba mẹ nữa ta Hạnh phúc quá đi Đúng rồi đó con Mẹ sợ ba ra ngoài có người khác đó Có đúng vậy không mẹ? Mẹ ghen đúng không? mẹ tin ba con ba con là người chung tình vậy là con yên tâm rồi thôi trễ giờ rồi ba lát nữa con đi học á ba có muốn đưa con đến trường không ừ thôi ba sợ con gái của ba bị bạn bè chọc ghẹo lắm ba đúng là người cha tuyệt vời Em nên quan tâm tới con gái một chút đi Xem lại để nó qua mặt xen vào chuyện của người lớn như vậy hả Con bé lớn rồi Ít nhiều Nó cũng cảm nhận được những gì xảy ra chung quanh nó chứ Ngày nào cũng tất bật cơm nước với chợ búa Nghĩ ra hết món này tới món khác Mà có ai hiểu cho bà ở đâu Thôi mà gì Hồi nào tới giờ vẫn vậy mà. Bởi vậy tôi mới nói, thà ngày một, ngày hai. Chứ cứ hoại như vậy thì tôi thấy thương bà chủ à. Chỉ cần cha con nó ngon miệng, khỏe mạnh là tôi cũng hạnh phúc rồi. Nhưng mà... À, tối hôm qua cô Yên nó ăn yến chưa hả gì? Dạ chưa. Mấy bữa nay cổ về là lên phòng ngủ luôn. Không có ăn uống gì hết trơn á. Ngày nào dì cũng nhớ chân yến rồi ép nó ăn giùm tôi nha Dạ tôi nhớ rồi mà khi chân yến á thì nhớ bỏ đường phèn vừa vừa thôi một lần á bỏ năm muỗng với bốn năm gam yến thôi bỏ nhiều quá không tốt đâu rồi bà cũng nên bồi bổ sức khỏe đi tôi thấy đồ ngon đồ bổ bà mua về toàn dành cho cô với ông chủ không à <laughs> tôi ở nhà suốt. Có làm gì hao tốn sức lực đâu mà phải bồi bổ cái gì. À, mà dạo này bà có hay dắt cổ đi mua sắm không? Con Uyên bây giờ nó lớn rồi. Lâu lâu nó mới chịu đi mua đồ với tôi một lần. Chắc là đi với bạn nó thoải mái hơn. Đồng trang phải lứa mà. Tại tôi giặt đồ á, tôi thấy cổ có mấy cái quần kỳ lắm quần áo tụi nhỏ vì để ý làm gì tôi đây còn thấy kỳ nữa là gì không nhưng mà lần này á đúng là kỳ thiệt quần gì á mà rách te tu hết trơn à giống như là cổ mới đi đánh nhau với ai về vậy đó có chuyện đó nữa sao đây nè bà chủ coi con bé này càng lớn càng khó hiểu ba nó mà thấy lại làm ầm ĩ lên Sao bà không vui vậy? Làm uổng công nãy giờ tôi rình mò. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Hử? Chuyện gì là chuyện gì? Ê! Bà đừng có nói với tôi á là bà đang tương tư cái anh chàng trưởng nhóm H2 nha. Không được à. Tôi nói cho bà biết nha. Tôi đã đăng ký độc quyền rồi đó. Tôi đang rầu thúi ruột đây Hồi đồng mà hát hai với hát sáu gì Hả Có một nhóm hát sáu đang chuẩn bị ra đời nữa hả Vậy là có một sự cạnh tranh không lành mạnh rồi Mà tại sao nó không lấy A, B, C Mà lại đúng chữ H Đúng là ăn cắp thương hiệu mà Tôi yêu cầu bạn nói cho tôi biết H6 bây giờ đang ở đâu Đang ở đâu Tôi muốn làm rõ chuyện này ra nè Tôi nói thiệt với bạn, tôi tức lắm Nó đang ở, đây, đây, ở đây nè H Ở đây hả ở đâu nó đâu đâu ở đâu nè nè ờ là 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 tôi hả ờ biết hát 6 là gì không là gì là háo sắc đó Ngọt ghê nhức đầu quá à ờ vậy à, vậy tôi lố quá hả chứ tôi tưởng mà có hát xấu thiệt là không yên với tôi đâu á nghe mình thì mình lo quá à ngày nào cũng như ngày nào mình có như con chim bị nhốt trong lòng á mà hồi nào giờ bà có tự do đâu mà mất ờ à, à, cũng đúng chiều nay á mình đi đâu đó xả stress đi đi đâu thôi hay là tối nay á mình đi coi nhớ mắt hai biểu diễn đi buổi tối tôi bị ba tôi cấm cung rồi vậy còn buổi chiều mình đi đâu à rồi Đi đâu Ê, Hà chở tôi đi đâu vậy ừ, Thì đi hóng gió Hừ, Giờ này mà hóng gió, đang nắng chăn chan mà hóng gió Tôi đảm bảo là bà sẽ bất ngờ Ủa, lần nào bà cũng là bất ngờ Nhưng mà lần này sẽ là một bất ngờ rất là lớn Ê, bà chạy theo cái ừ. xe kia giùm tôi đi Chị Nhanh lên đi Ờ Nhanh lên Con gái chúng ta sắp về. Hẹn gặp sáng mai, lúc 7 giờ bạn chuyện sắp tới. Tôi muốn đi đón con, muốn ôm nó vào lòng. Tự nhiên sao hôm nay em muốn làm điều đó? Sao lại là tự nhiên? nó nó cũng là con của tôi mà nếu em nói được điều này hai mươi mấy năm về trước thì hay biết mấy tại sao anh cứ nhắc đi nhắc lại chuyện đó hoài vậy ngày xưa tôi với anh cũng đâu có muốn điều đó xảy ra đâu không muốn thì nó cũng đã xảy ra rồi con bé nó đang sống hạnh phúc đừng làm xáo trộn cuộc sống của nó một lần nào nữa hết nếu chuyện này lộ ra thì con bé khó có thể thăng tiến và thằng đạt em hiểu không ơi chị Phương nè Búp bê ơi Búp bê vô đây chơi chị Phương nè à. Hương Con làm gì đó Đứng dậy Không có khóc Đứng dậy Nè Tự mình làm mình té thì phải tự đứng lên được Không có khóc Nín Kêu không có khóc nghe chưa Nín Đi vô Đi vô Sao? <laughs> hả? Ba! Gì? Con phải công nhận nha! Sao ba càng ngày càng trẻ ra vậy? Ừ. Trời ơi! Không chừng đi với con nha! Người ta hiểu làm ba là người yêu của con không á! Ô, nè 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 nè! nè. <laughs> con ăn nói cho cẩn thận rồi nha! Không phải đi học bên Tây về rồi nói chuyện với ba như bạn bè nha! Thôi mệt quá đi! Con còn trẻ mà! Thì tuổi trẻ nói chuyện vậy có sao đâu! Không lẽ ba thích con kêu ba là ông già hả? Ừ. Khen đẹp trai còn chê nữa Đúng là không có nói chuyện qua cái miệng của con mà <laughs> Cái miệng của con này giống cái miệng của ba y chang à... luôn đó <laughs> Bà bó tay con luôn Ủa Ba ừ? Bà ta không tới đón con hả Nhìn thấy rồi còn hỏi Bộ <laughs> ba Bỏ được người đàn bà si tình đó rồi sao <laughs> Còn lâu mới dứt được Nhưng mà thôi 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 thôi, thôi. con nhiều chuyện quá đừng có hỏi nữa bây giờ về nhà đi rồi tính hả <laughs> công việc làm ăn ngày càng khó khăn không biết em có kham nổi cái vũ trường này không nữa bây giờ giới doanh nghiệp bị phá sản nhiều lắm người ta kiếm tiền rất khó cho nên cái chuyện mà đi chơi hay là mua sắm á họ cân nhắc kỹ càng lắm em muốn gặp anh cũng một phần là vì chuyện đó anh có cách nào giúp em không anh thấy là sao em không kêu gọi cổ đông đi nếu mà có nhiều người hùng vốn á thì thế lực của mình sẽ mạnh hơn nhất là trong thời điểm thiếu vốn như bây giờ đúng là không gặp anh thì không được <laughs> Vậy mà em nghĩ không ra Anh có thấy ai hứng thú đầu tư vào vũ trường giới thiệu cho em đi Bạn bè trong giới doanh nghiệp của anh thiếu gì Nhưng mà người ta có hứng thú hay không thì sao anh biết được Thôi để anh hỏi thử rồi trả lời em sau nha <cười> 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 An tâm Anh có hứng thú ra ngoài hóng gió không Mấy bữa nay em xoay như trong chóng Mệt mỏi quá <laughs> hay là mình vô trong đi ê bà thấy bình tĩnh không á là uống công nãy giờ mình canh á trời ơi bà nghĩ làm sao mà tôi bình tĩnh cho được đi trời... ê ê hả ờ. Là tôi chắc rồi Không có điều gì mà tôi có thể hiểu làm họ được Ồ Tôi cũng thấy là không có bình thường á Tôi chỉ tội nghiệp cho mẹ tôi thôi Vậy giờ Mà có tính theo họ không Đi chi nữa Tôi không muốn nhìn thấy mặt họ Ồ Tà Hà nè Thầy nhớ phải giữ bí mật này cho tôi nha Ừ tôi biết rồi Ê hay là bây giờ Mình đi tiếp chuyện hồi nãy đi chuyện gì? thì chuyện hồi nãy Túi bà đang đi á, tôi không muốn đi nữa, tôi mất hứng rồi. À, đúng là không có đâu bằng nhà mình. Ba, về tới đây á con mới thấy câu nói đó là chính xác á. phải không? nếu ba không bắt con về thì chắc gì giờ này cô ở đây. ba này thì tại con thấy chưa có gấp lắm chứ bộ ừ. Còn tính ở bên đó chơi một thời gian nữa giờ cũng chưa muộn mà <laughs> muộn lắm rồi không còn thời gian để mà chần chừ nữa ba cho con đi nước ngoài ăn học là để con về đây để mà làm việc làm việc hiệu quả hơn con hiểu không tất nhiên là con hiểu rồi ba đó ba của con làm bất cứ chuyện gì thì cũng phải suy tính trước hết <laughs> ba ừ? Con hỏi ba điều này nha Tại sao ba lấy tiền cho con đi du học vậy Trong khi với số tiền đó Ở đây ba có thể làm được nhiều thứ lắm đó ừ, Con đúng là Hiểu một mà không hiểu mười Ba biết là con đi du học Là ba tốn rất nhiều tiền Nhưng mà tốn tiền để cho con gái của ba Hơn được nhiều người khác Thì ba không sợ tốn Vậy là ba làm điều đó Chỉ là vì ba thôi Ba dùng con để làm bàn đạp để cho ba tiến thân phải không? Hmm. Ăn nói với ba vậy hả? Chứ không phải sao? Ba bắt con đi du học chỉ là vì mục đích của ba mà thôi. Hmm. Trời, làm cái gì á cũng phải có mục đích thì mới có hiệu quả cao chứ con. Sau này á con sẽ hiểu được những gì ba làm. Không có gì quan trọng hết bằng việc đầu tư cho con người. Con không ngờ nha, ba của con thiệt là cao siêu. Đúng đó ba đầu tư cho con chắc chắn là sẽ không bao giờ lỗ đâu <laughs> nè con hiểu rồi á thì đừng có làm ba thất vọng nghe không con biết rồi <laughs> thôi cô ăn trước đi con lên học bài nữa tôi thì đợi bà chủ về rồi ăn sao khuya rồi á cô phải ăn yến nữa mới đủ sức ăn một mình là nhịn còn hơn à, sao lại nhịn thôi để năm ăn với con nha thôi đi năm con đợi ba mẹ về rồi ăn luôn con tính đợi đến khi nào bây giờ đã hơn 8 giờ rồi con ăn đi ăn đi không có về ông bà chủ lại la năm chết á tại sao ba cứ nghiêm khắc với tất cả mọi người mà trong khi đó chính mình thì lại năm ba mẹ con đi đâu mà chưa về hả năm không năm không biết gì hết ba mẹ con đi đâu bộ không có nói cho năm biết hả không sáng nay năm đi chợ về bà chủ đã đi rồi đúng là có chuyện gì không con thấy lạ lắm à... năm con hỏi thiệt á Ba mẹ con Năm thấy sao à, 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 Thì à, Họ khi nào cũng tốt với Năm mà Có sao đâu ừ, Năm Ý con hỏi là mối quan hệ của ba mẹ con á à, à, Con hỏi gì Năm không hiểu à, Thôi Ăn cơm đi Ăn Ăn đi để đồ ăn nó nguội hết rồi, ăn đi Năm Năm được năm có được đánh trống lãng Năm biết chuyện gì về ba mẹ con đúng không? Năm nói con nghe đi à, 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 Thì Năm cũng như cô thôi à, Có biết gì đâu à, 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 Thôi cô ngồi đây nha Năm đi rút đồ Rồi còn xếp lại chút nữa coi phim Chứ không thôi là để giờ Câu quà thì cũng được tỏ ra thân mật với nó quá. Anh dặn tôi không biết là bao nhiêu lần rồi đó. Không thừa đâu, nhớ nha. Biết rồi. Cô, cô, cô coi nè, cái đầm mà cô mua cho con vừa y luôn á. Cô. Cô thấy đẹp không? <laughs> cô Cô ơi Cô sao vậy? À, nhìn con đẹp quá Cho nên cô quên hết mọi thứ à, Cô đúng là Hiểu ý con Hương nhà tôi ghê con nè đây là hàng mới về đó chỉ có hai cái thôi cho nên chắc chắn con sẽ là người sở hữu duy nhất đó thiệt hả cô ừ thôi thôi cả nhà xuống dùng cơm đi cô hương đã dành cả buổi tối để nấu đó cô cô làm cho con có cảm giác đây thật sự là một máy ấm của mình ừ vậy thì con cứ coi như là như vậy đi ha con mong là cô thường xuyên tới đây chơi với cha con con nhà có hai cha con à nhiều khi nấu cơm ra cũng không có ai muốn ăn ừ cô sẽ cố gắng tới đây với con cô nè con sẽ tiếp tục làm ở công ty thành đạt ừ tốt lắm dù sao đó cũng là công ty mà cô giới thiệu cho con mà con không bỏ đâu, ừ. con cứ làm như vậy đi nha. À, thôi, hai người nói chuyện nhiều rồi, mình xuống ăn cơm nha. đúng rồi đó, cả nhà xuống ăn cơm đi, còn đói quá. <cười> 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 vô đi tôi vô lấy đồ đi giặt nam à. dạ cô chủ kêu tôi ạ à. nam làm gì mà nam giật mình dữ vậy à tại cô chủ kêu tôi lớn quá nên tôi giật mình người ta thường nói có tật thì giật mình năm có biết không à, à. thôi thôi năm đi giặt đồ năm đứng lại đi à. có đúng là năm biết chuyện gì không năm biết chuyện gì đúng không à, tôi đã nói là tôi không biết chuyện gì hết mà năm năm không có được đi đâu hết á năm giấu con chuyện gì đúng không dạ dạ không có tại sao vì nam lại giấu con hả à à à là chuyện cái quần rách mà tôi đưa cho ông bà chủ coi á con không tin chuyện đó chắc chắn là có chuyện gì đúng không nam nói đi nam nói đi à, à... sao vậy à, à... con lớn tiếng nha ai vậy à... không có được hổ dạ 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 tôi xin phép Còn sao vậy? Mẹ, ba về chưa? Ba con chưa có về Mà con cũng đừng quan tâm quá đến chuyện của người lớn Con lo học hành đi Kể cả chuyện ngoại tình Và những chuyện đằng sau cái nhà này Con cũng không được quan tâm nữa hả mẹ? Con Con có biết là con vừa nói cái gì không? Con nói là ba đang ngoại tình á Mẹ có biết không? còn im đi Đúng rồi Có ai muốn nghe sự thật này đâu Con nghe đi Mọi chuyện không phải như con nghĩ Cho nên Tốt nhất là con hãy giữ im lặng cho mẹ Mẹ Ba Hừ? Công nhận nha Bà kiếm ở đâu ra vậy Một cô người tình vừa xinh đẹp vừa hào phóng Mà còn hiền dịu nữa chứ Đừng có tiêu xài quan phí Ba Xài nhiều thì mới kiếm ra nhiều tiền chứ Bà cứ kêu bò như vậy Thì cho tới bao giờ ba mới giàu Con á Càng ngày càng chẳng ra sao Con có biết Con đi du học á Là tốn của ba biết bao nhiêu tiền chưa thì thôi đi con không nói nữa chưa gì mà ba cứ kể lể hoài ba không chắc chiêu từng đồng thì lấy đâu ra tiền cho con ăn học ba vậy thì bắt đầu từ bây giờ con sẽ làm gì để trả lại hết cho ba ba cứ chờ đi một ngày không xa đâu con sẽ trả lại cho ba cả vốn lẫn lời luôn ba cũng đang đợi ngày đó đây công việc ở thành đạt của con đang rất là tốt từ trên xuống dưới ai cũng nể nang con hết á có việc gì mà con không làm được hả ba hãy nhớ những gì ba nói không bao giờ được bằng lòng với những thứ mình đang có hãy nhớ đích nhắm của con không phải là cái chức trưởng phòng kinh doanh con phải làm lớn hơn nữa kìa ba cứ yên tâm đi ở bên con lúc nào cũng có ba ủng hộ mà <laughs> có ba giúp sức thì con sẽ chinh phục được tất cả thôi Sao rồi Bà nói chuyện đó với mẹ bà chưa Nói hay không thì cũng vậy thôi Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong nhà tôi nữa Biết đâu á Vậy lại tốt Sao lại tốt Thì ý tôi là Không biết nó lại tốt hơn là biết á Bà hiểu không Ê Hay là tụi mình đi chơi đi Tôi chở bà tới cái chỗ này Đảm bảo bà sẽ hết stress liền Ok Đi không Đi đâu thì uh, đi tới cái chỗ mà hôm bữa mình đi học á nhớ không tôi không đi đâu hết á bà không đi đúng không ừ tôi đi mình ê vậy ai à, chở tôi về thì chọn đi đi hay là không vậy thôi đơn giản à một hai ba ê Ủa? tùy bà <laughs> phải vậy chứ đi Ừ. Ủa, bà chở tôi đi đâu vậy? Từ từ, cái gì cũng phải từ từ ừ. Ừ. Nhưng mà tới đây để làm cái gì? Đã nói phải từ từ mà Vậy thì bà cứ từ từ đi ha, tôi đi về Ê, làm gì mà nóng nảy dữ vậy? Vô đây Nhưng mà Im lặng, có nghe tiếng gì không? Hừ, tiếng gì đâu đừng có nói với tôi á đây là nhà của người đàn bà đó nha Ê đã nói là im lặng Dạ lắng nghe nghe thấy gì không ừ, tiếng thở hổn hển của hà thì có đó Hừ, ừ. nghe về chỗ ừ, tiếng nhạc đúng rồi quen không hát hai chính xác dốt ờ đi hả à. hả trời ơi đi đâu vậy hả cái đi hả dễ chịu chưa ờ, à. nhưng mà sao hà biết ở đây vậy không có gì qua mắt được mình hết á tôi mà muốn á hả dù có hái sao trên trời cũng được nữa thôi xuống đi cô nương cái thân hình như vậy mà suốt ngày đòi bay trên trời hái sao tôi quên hái sao trên trời thì khó quá còn h hai hả dù ở tận chân trời tôi cũng sẽ tìm ra <laughs> công nhận là hà rất giỏi mình đi về Ủa gì kỳ vậy tự nhiên theo dõi cái đi về bà có biết á lạ hả tới được đây rất là bất vả không mình phải ở lại Ở ừ, chơi ở đây làm gì không cần biết mình là fan hâm mộ của họ họ phải biết mình chứ đúng không Đi. Ê, anh ơi anh ơi, H2 H2 ơi, ơi. Em em, em ơi. ơi trời ơi hát hai ơi hát hai em tới rồi nè hát hai ơi ủa im coi hát hai ơi ôi hát chậm gì vậy à. À, dạ con chào bác dạ chào bác à, dạ tụi con á dạ con là bạn của anh hùng vậy hả dạ vậy bác đi gọi nó nha dạ <laughs> ừ. sao hà biết tên anh ta vậy tôi <laughs> mà vậy mới hay chứ <laughs> rồi tốt lắm nhảy lao xíu nha chúc mình tập tiếp hai đứa vô đi ừ. dạ 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 ừ. đi 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 ừ. 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 À, à. Ừ. 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 dạ em chào anh hai cô kiếm tôi có chuyện gì không ừ, anh không nhớ tụi em hả ừ. 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 xin lỗi ừ. anh tại vì bạn của em ừ. hâm mộ anh quá cho ừ. nên ừ. nó tìm đến đây ạ à. dạ ừ. à. à tôi nhớ rồi à hèn chi thấy mặt hai cô quen quen bạn em á là fan hâm mộ cuồng nhiệt của nhóm h 2 á không có đêm diễn nào của h 2 mà không có bạn em hết á cảm ơn ừ. ờ, em tên là phương nguyên còn bạn em là hà ừ. dạ em nói thiệt nha tụi em á hâm mộ nhóm h 2 á đến nỗi trong giấc mơ mà cũng thấy nữa đó đi <laughs> đi mà nói quái rồi đó tôi nói thiệt mà sao đánh tôi ờ, ờ, À, tụi em xin phép về ạ à. không làm tiền anh nữa. Là... Ê, sao khi vậy? đừng có vậy. Um, nếu mà hai cô không bận gì thì ở lại coi tụi tôi tập đi. vậy nha. OK mình tập tiếp nha. bạn gái nào um, fan của nhóm hai đó tập thành làm sao đừng để người ta thất vọng đó. tập đi. <laughs>

<laughs> yeah. tốt <Top> lắm yeah. <laughs> yeah. Yeah. Vô <Yeah>. đi. <laughs> <laughs> cháu chào chú ừ. Ngồi đi Dạ Lâu ngày rồi cháu không có gặp chú Chú có khỏe không? <laughs> Tôi càng ngày càng già càng yếu đi Tôi chỉ biết trông chờ vô lớp trẻ như cô thôi <laughs> Chú nói làm sao chứ Tụi cháu làm sao mà dày dạng kinh nghiệm bằng chú được Kinh nghiệm á Thì mình làm mới có còn sức khỏe là thứ quý giá nhất <laughs> tới từng tuổi này tôi mới ngộ ra điều đó thì muộn rồi <laughs> chú sao mà chú bi quan quá vậy chỉ cần là chú nghỉ ngơi bồi dưỡng sức khỏe là chú sẽ khỏe ngay thôi mà à, những người trẻ như cô đây làm thế hệ tôi phải ganh tị <laughs> chú đã quá khen Cô vừa trẻ tuổi lại vừa tài giỏi như vậy nữa. Chúc mừng cô đã lấy được bằng thạc sĩ nha. Như vậy là từ nay thành đạt có thêm một nhân tài. À nếu mà cô cảm thấy có khó khăn gì cứ báo cho tôi biết. <laughs> cháu được về lại vị trí cũ là cháu thấy được ưu ái lắm rồi. Cháu không dám mong gì nữa đâu chú. À, thời gian cô đi tôi chưa từng tin tưởng ai để mà giao chức trưởng phòng kinh doanh. Cho nên tôi tạm phải gánh luôn. <laughs> bây giờ cô về rồi tôi cảm thấy bớt được gánh nặng tôi đã nói với thư ký sắp xếp lại toàn bộ hồ sơ giấy tờ đem qua phòng cho cô cô chịu khó xem xét kỹ để mà nắm bắt tình hình của công ty trong vòng hai năm qua dạ cháu xin hứa là sẽ không làm cho chú thất vọng chú cứ tin tưởng ở cháu ừ còn bây giờ cháu xin phép chú cháu trở về phòng làm việc nha ờ à, được rồi cháu chào chú à Nè Sao vậy Sao tự nhiên là mặt ngầu với tôi vậy Kêu quá trời chút Để tôi nhìn ảnh thêm chút nữa Đầu đi về hoài à Kiết quá Làm gì mà chết mê chết mệt vậy Sao mà Đẹp trai như vậy Nhảy giỏi như vậy Không mê <laughs> Bà cũng mê nó chứ mình đừng có dâu Ăn nói à, tầm bậy dạ. tầm bạ không à mà. mà nè Hôm nay á Bà thấy tôi sao Ừ, cũng tạm tạm Bà, sao lúc nào cũng tiết kiệm lời khen dành cho tôi hết vậy? Thì nói chung là, cũng được được Hết tạm tạm rồi tới được được Thôi đi về đi, trễ giờ rồi kìa Không, khi nào bà nói một câu mà tôi nghe được thì tôi mới về Bây giờ có về không? Về thì về, làm gì su đuổi dữ vậy? Ê, hey, cái đã nói thiệt nè Hôm nay Hà đúng là rất được luôn Khen thiệt không? Hay là bố thí cho tự nghe đủ Khen thiệt chứ bộ Nói thiệt với bà nha Tôi á còn rất 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 là nhiều cái được mà tôi chưa thể hiện ra đó <laughs> Làm quá à. Thiệt chứ bộ Tỉnh lại đi ha Rồi đi về đi kìa Trễ rồi Buổi hoài à Thật là... Từ về Về á Đi đi Chạy xe cẩn thận nghe chưa Biết rồi bye bye à, à, Cô trưởng phòng kinh doanh Mới du học ở nước ngoài về Sao rồi anh Cũng tốt Sao em có vẻ quan tâm tới cô ta quá vậy? À, chỉ là có chút cảm tình thôi. Ừ. Ba mẹ con mới về Ngồi xuống ăn cơm đi con Con không đói Ba mẹ cứ ăn cơm trước đi Con lên phòng nghỉ đi Sao vậy hả Tại sao ba con nói mà con cãi lời là làm sao Ba mẹ chờ con về ăn cơm Mà bây giờ con nói con không ăn là thế nào Ngồi xuống Em sao lại ép con Con nó không muốn ăn thì thôi Đứng lại Con nói cho mẹ biết Tại sao lại như vậy Nguyên ngày hôm nay con đi đâu buổi trưa không về cũng không điện thoại nữa bây giờ về rồi cũng không nói không một lời giải thích không một lời xin lỗi là thế nào con xin lỗi con cũng như ba mẹ thôi nhiều lúc con muốn ăn cơm ở nhà với lại con nghĩ khi còn về trễ cũng không quá nghiêm trọng như mẹ nói đâu con nó nói đúng đó em mà thời gian qua ba có hơi nghiêm khắc với con, ba cũng quên mất là cô gái của ba bây giờ đã trưởng thành rồi. Ba xin lỗi, ba sẽ coi lại cách ứng xử của mình. Anh nói cái gì vậy? Hằng ngày anh dạy con như thế nào, sao bây giờ anh lại nói như vậy? Con thấy mẹ mới lạ đó. Bình thường ba là người kiểm soát con, tự nhiên hôm nay mẹ lại gây gắt với con là sao? ít ra con cũng phải nói cho mẹ biết. Con đã đi đâu? Tại sao bây giờ con mới về? Con không tôn trọng ba mẹ sao? Mẹ ạ mẹ đừng có làm khó con nữa có được hay không con cũng như ba mẹ thôi có những lúc suy nghĩ và hành động không bình thường con con ăn nói với ba mẹ như vậy hả con không muốn á mẹ bắt con phải thế này phải thế kia con chán lắm rồi hai mẹ con, con... thôi đi <laughs> con đi lên phòng đi con <laughs> anh thay đổi quan niệm dạy con từ khi nào vậy? Xin lỗi, anh lầm số rồi